Cả gia đình ba người đều lần lượt mắc căn bệnh ung thư gan, bác sĩ chỉ ra thủ phạm là thứ bên trong tủ lạnh. Theo đó, vào giữa tháng 5 năm 2021, cả gia đình của một người đàn ông đều đồng loạt nổi lên những nốt mẩn đỏ nhỏ ở mu bàn tay và ở cổ. Mặc dù cả nhà đã bôi kem trị ngứa ngoài da tại nhà liên tục một thời gian dài, nhưng những nốt mẩn đỏ không những không hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu lây lan ra nhiều hơn. Thấy tình hình bệnh có vẻ không ổn nên cả gia đình đã quyết định đi bệnh viện. Sau nhiều lần xét nghiệm, cả gia đình đều được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh ung thư gan. Trong thời gian thăm khám, các bác sĩ đã tình cờ phát hiện ra thói quen ăn uống thiếu khoa học của cả nhà, dẫn đến độc tố tích tụ ngày một nhiều gây ra bệnh ung thư. Thứ nhất là nấm ngâm trong nước để lâu trong tủ lạnh. Các loại nấm, thậm chí là những loại có hàm lượng dinh dưỡng cao, vẫn được bảo quản ở dạng khô. Ăn tới đâu thì người nội trợ sẽ ngâm tới đó. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng thỉnh thoảng ngâm một ít nấm sẽ rất mất thời gian, nên họ chọn cách ngâm sẵn thật nhiều để dành dùng dần. Được biết, nấm ngâm trong nước quá lâu sẽ sinh ra độc tố acid mycorrhizic, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan, lâu dần sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác. Thói quen thứ hai mà gia đình người đàn ông gặp phải đó là ăn rau đã qua chế biến để qua đêm trong tủ lạnh. Mặc dù rất giàu vitamin và chất xơ, thế nhưng nếu rau đã qua chế biến để qua đêm, kể cả khi để trong tủ lạnh cũng sẽ bị oxy hóa và sinh ra độc tố gây hạn chế chức năng gan và tăng khả năng bị ung thư gan. Nhiều người sau khi nghe qua thông tin trên đã vô cùng hoang mang, vì không ít người cũng đã và đang mắc phải những thói quen xấu này. Một vài bình luận được mọi người để lại: rau xào, rau luộc, ăn không hết thì vứt bỏ, không nên để tủ lạnh, không khéo ăn vô, không ung thư cũng sẽ bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều người hay kiểu nấu đồ ăn xong là bỏ vào tủ lạnh để qua ngày, thì đi hâm lại ăn tiếp, như vậy chả khác gì nạp thuốc độc vào người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.